Chào mọi người. Sáng nay chưa có khách, còn rảnh rỗi nên vào trò chuyện với mọi người một tí. Đây mình bế con giùm đứa em nhà bên cạnh. Nó đi uống cà phê rồi, nó nhờ mình bế giùm một tí vì chưa có khách. Cho nên mình rảnh rỗi mình cũng vào đây mình trò chuyện với mọi người một tí. Trước tiên thì mình cảm ơn tất cả mọi người đã xem video, đăng ký kênh, ủng hộ mình. Kênh mình mới làm đây thôi, mình mới tham gia làm YouTube mà cũng đã được nhiều người vào ủng hộ, đăng ký kênh. Đó cũng là cái động lực của mình để mình làm ra nhiều cái video ý nghĩa trong cuộc sống, chia sẻ với mọi người. Nói chung mình rất là vui khi được giao lưu với tất cả anh chị em. Khi mình xem những video của mấy anh chị em chia sẻ, cái những video rất là ngắn nhưng mà nó có một cái thông điệp, có một cái ý nghĩa đáng để mình học hỏi. Và nhiều cái video về món ăn rất là ngon, mình thấy cái video nào mà nó hay, những cái món ngon nào mà nó lạ mình cũng hay làm theo. Đó cũng là điều mà để mình đáng học hỏi. Hôm nay và điều thứ hai nữa mình cũng muốn chia sẻ với mọi người là đôi điều về bản thân mình là mình sinh ra và lớn lên ở miền Trung. Và hiện giờ là mình sinh sống ở Tây Nguyên, Đắk Lắk. Đó. Mình cũng hứa hẹn là khi nào mà kênh mình nó phát triển á, mình sẽ chia sẻ thêm lý do vì sao mình chọn Tây Nguyên là nơi mình sinh sống và làm việc. Mình sẽ chia sẻ thêm cái thu nhập của cái nghề làm tóc. Mình ở Tây Nguyên có đủ để mình sinh sống ở cái thị trấn nhỏ này hay không ha mọi người. Đó. Mình rất muốn học hỏi thêm nhiều hơn nữa ở anh chị em. Cho nên mình muốn là giao lưu, làm quen với anh chị em lâu dài hơn nữa. Nói chung là lần đầu tiên ngồi ở trước camera mà để trò chuyện với mọi người á, rất là ngại, rất là bỡ ngỡ. Mà nhiều khi mình cũng phải như vậy đó mọi người, để anh chị em mình hiểu nhau đôi điều. Sao? Trời ơi. Nó khóc nhè rồi mọi người ơi. Nó không chịu mình rồi. Mình xin lỗi mọi người nha. Đây để mình cho em nó kẹo đã, để nó chơi. Vậy thôi, hôm nay mình chỉ chia sẻ đôi điều vậy thôi. Mình rất là vui khi anh chị em đã ủng hộ mình. Khi mình xem video của nhiều anh chị chia sẻ, đôi khi những cái video nó rất là ngắn nhưng mà mình thấy nó rất là ý nghĩa, để mình đáng học hỏi lắm á. Nghe con. Thôi mình xin dừng tại đây nha mọi người. Hôm sau mình sẽ chia sẻ thêm. Mình bế con giùm đứa em chứ nó khóc nhè quá. Tội nó ha mọi người. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc và bình an nha. Tạm biệt mọi người.